Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa cùng anh chị em. Và cùng cha. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, thật là niềm an ủi cho chúng ta khi lời Chúa trong ngày hôm nay, thánh lễ này, chúng ta cử hành trước nhà chờ phục sinh. Chúa Giêsu, Ngài đã bảo đảm cho chúng ta: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Chỉ qua Chúa Giêsu, chúng ta mới đón nhận được sự sống đời đời. Do đó đây là niềm an ủi cho chúng ta khi chúng ta đến nơi đây, đặc biệt để cầu nguyện cho linh hồn những người đã an nghỉ, được gửi tro cốt nơi nhà chờ phục sinh đây. Chúng ta tín thác vào lòng thương xót của Chúa, cũng như chúng ta cùng hiệp dâng thánh lễ để cầu nguyện cho linh hồn Anton, Maria, Giuse, Gioan, Teresa, linh hồn Maria nhân ngày giỗ 4 năm. Cầu cho các cha đã ở nhà thờ Phú Bình và các linh hồn. Chúng ta cùng sám hối xin Chúa tha thứ để chúng ta xứng đáng cử hành thánh lễ. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy. Để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu thì anh em biết đường rồi. Ông Tôma nói với Đức Giêsu: Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường? Đức Giêsu đáp: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cuộc sống của chúng ta từ khi chúng ta mở mắt chào đời là chúng ta luôn luôn đối diện với những sợ hãi, những mất mát. Chúng ta có thể nhìn lại cuộc sống từ những đứa bé cho đến khi chúng ta lớn lên, chúng ta luôn luôn bị những cái nỗi sợ hãi do mất mát đó, nó bao trùm cái cuộc sống của chúng ta. Còn bé, khi đi học, xa cha mẹ nó cũng sợ, dần dần quen, vô trường, bạn bè, đứa nào nói nghỉ chơi, sợ mất bạn cũng khóc. Lớn lên một chút, đi làm, học hành, đi làm cũng sợ bị khiển trách, bị mất việc. Và có thể nói những nỗi sợ đó nó luôn luôn đeo bám con người chúng ta. Và cái nỗi sợ lớn nhất, cái mất mát cuối cùng mà con người chúng ta ai cũng phải đối diện, đó là cái chết. Cái chết nó dường như nó không loại trừ ai hết, không ai được miễn cái chết. Cái chết đó nó làm cho bao cái hy vọng, những dự định, những ước mơ của loài người chúng ta tiêu tan hết. Cái chết tới nó làm cho chúng ta mất tất cả. Do đó khi đối diện với cái chết, đó là cái nỗi sợ nhất đối với con người chúng ta. Các môn đệ những năm tháng đi theo Chúa cũng bao nhiêu hoài bão, bao nhiêu những cái dự định các ông đang theo dệt lên trong đời của mình. Vậy mà Chúa Giêsu Ngài tuyên bố Ngài sẽ phải chết. Các ông dường như chới với lắm, mất hết cái hy vọng.
Do đó bài tin mừng chúng ta vừa nghe đây là lời an ủi của Chúa Giêsu nói với các tông đồ trong lúc các ông đang hoang mang lo lắng lắm. Lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Chúa Giêsu Ngài có nói, Thầy đi là để dọn chỗ cho anh em, và Thầy trở lại để đón anh em đi với Thầy. Để Thầy ở đâu thì anh em cũng ở đó. Thưa cộng đoàn phụng vụ, thật là cái niềm vui cho chúng ta, và có thể nói may mắn cho chúng ta là những người có niềm tin vào Chúa. Trong lúc con người chúng ta đang vật lộn, đang sợ hãi, hoang mang trước những cái mất mát của cuộc đời, thì có một tiếng nói vang vọng lên. Tiếng nói đó là của chính Chúa Giêsu, Ngài đã nói, để rồi những ai tin vào Ngài thì sẽ đón nhận được sự sống đời đời. Thánh Tôma mà bài tin mừng hôm nay chúng ta nghe đó, ông hỏi Chúa, ông có lý khi hỏi Chúa lắm. Con không biết Thầy đi đâu, làm sao con biết đường mà đi? Chúa Giêsu đã xác định rõ cho ông, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Nhưng Chúa nói thì nói, các tông đồ các ông vẫn không hiểu đâu, các ông vẫn không tin đâu. Chúa nói Thầy là sự sống đó. Vậy mà khi Chúa sống lại, các môn đệ nói với Tôma, chúng tôi đã thấy Chúa đã sống lại rồi. Tôma còn thách thức, nếu tôi không xỏ ngón tay tôi vào lỗ đinh, không thọc bàn tay tôi vào cạnh sườn của Thầy thì tôi không tin là Thầy sống lại đâu. Thưa cộng đoàn, chính nhờ mầu nhiệm phục sinh của Chúa mà Tôma, khi Chúa hiện ra với ông để cho ông thấy được Chúa, ông đã phải tuyên xưng niềm tin của ông, lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con. Do đó ngày hôm nay lời Chúa là một niềm an ủi cho chúng ta trong cái cuộc lữ hành chúng ta đang trên trần thế này, đang dò dẫm để đi theo Chúa. Chúng ta vẫn luôn luôn phải đương đầu với nhiều cái nỗi sợ hãi lắm, nhưng nỗi sợ hãi cuối cùng, nỗi sợ hãi lớn nhất của chúng ta hãy tin rằng đã có Chúa. Ngài đã nói Thầy đi trước để dọn chỗ cho anh em, và Thầy sẽ trở lại để đón anh em đi với Thầy. Để Thầy ở đâu thì anh em cũng ở đó. Cuộc đời ở trần gian này nó sẽ chấm dứt, nhưng sự sống đời đời mà Chúa hứa ban cho chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ đón nhận được. Đó là lý do mà chúng ta quy tụ nơi đây để dâng thánh lễ, để cầu nguyện cho những người thân yêu của chúng ta được an nghỉ nơi nhà chờ phục sinh của giáo xứ đây. Đó là biểu hiện cái niềm tin của chúng ta trong ngày chúng ta chờ đợi sự sống lại của kẻ đã chết như lời Chúa đã hứa. Xin cho mỗi người chúng ta hãy giữ vững cái niềm tin vào lời hứa của Thiên Chúa, cũng như chúng ta hãy sống cái niềm tin của chúng ta như các tông đồ năm xưa. Các ông đã mạnh dạn không chỉ bằng lời nói tuyên xưng là Chúa Giêsu đã bị các ông giết chết, Ngài đã sống lại, mà các tông đồ còn tuyên xưng bằng chính đời sống của mình. Đời sống của các ông như là đã được Chúa luôn luôn còn sống đó, đang sống đó, hiện diện cùng với các ông đó, để qua cách sống của các ông, mọi người sẽ nhận ra được đúng thật Chúa Giêsu Ngài đang sống giữa các tông đồ. Xin cho mỗi người chúng ta cũng hãy là những chứng nhân đem niềm vui của Chúa phục sinh đến cho anh chị em của chúng ta. Amen.